Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với những tin tức thể thao mới nhất trên kênh tin tức online của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin hấp dẫn và cập nhật nhất về giải bóng chuyền nữ AVC Challenge Cup 2024 đang diễn ra đầy kịch tính. Sau nhiều ngày tranh tài căng thẳng, hôm nay đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta có một ngày nghỉ quý báu để hồi phục thể lực, chuẩn bị cho những trận đấu quyết định phía trước. Đây là khoảng thời gian quan trọng để các cầu thủ lấy lại sức mạnh, sẵn sàng bùng nổ trong các trận đấu tới. Trong thời gian diễn ra AVC Challenge Cup 2024, một điểm sáng nổi bật chính là màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia trong nước, mà truyền thông quốc tế, đặc biệt là truyền thông Philippines, cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cô. Các tờ báo lớn tại Philippines đã bày tỏ sự thán phục trước khả năng tấn công mạnh mẽ và phong độ ổn định của Bích Tuyền, gọi cô là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của giải đấu năm nay. Màn trình diễn tuyệt vời của Nguyễn Thị Bích Tuyền trong trận đấu với bóng chuyền nữ Kazakhstan hôm nay thu về rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ và giới báo chí truyền thông trong khu vực. OneSport, trang thông tin thể thao rất nổi tiếng của Philippines, đã dành sự quan tâm đặc biệt đến Nguyễn Thị Bích Tuyền sau màn trình diễn ấn tượng của tay đập quê Vĩnh Long trong chiến thắng 3-1 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Kazakhstan ở bảng B AVC Challenge Cup 2024. Với tiêu đề AVC, Nguyễn Bích Tuyền rực cháy với 30 điểm, Việt Nam vượt qua Kazakhstan để có khởi đầu 3-0. Bài viết đã nhấn mạnh khả năng ghi điểm ấn tượng của Bích Tuyền giúp Việt Nam đánh bại Kazakhstan để duy trì mạch trận bất bại ở AVC Challenge Cup năm nay. OneSport đã cập nhật thông số của Bích Tuyền trong trận đấu này với 30 điểm, trong đó có 26 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và một cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, khẳng định đội trưởng LPB Ninh Bình đã chơi rất hiệu quả ở set 4 khi mang về điểm số giúp Việt Nam dẫn 23-21 trước khi Sana Anakula, ngoại binh từng khoác áo 11 mang Long Sơn Thanh Hóa ở mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái mắc lỗi, giúp chúng ta có 3 cơ hội giành match point. Yana Siroj và Kristina Anikova đã níu giữ hy vọng cho Kazakhstan với 2 điểm để rút ngắn cách biệt còn 24-23, nhưng cú đập cắm sàn của Bích Tuyền đã đóng sầm cánh cửa làm nên bất ngờ của đại diện đến từ khu vực Trung Á trong trận đấu này. Đây là trận đấu mà các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi vô cùng xuất sắc, tận dụng khả năng bắt bước một chưa tốt của đối thủ để vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, chính chúng ta đã mắc sai lầm giống như đối thủ và để thua nhanh chóng ở set đấu thứ 3. Set 4 diễn ra với thế trận căng thẳng hơn rất nhiều, nhưng Bích Tuyền chính là chìa khóa giúp chúng ta vượt khó để có được thắng lợi chung cuộc. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nắm chắc tấm vé vào vòng bán kết AVC Challenge Cup năm nay. Trước mắt chúng ta chỉ còn trận đấu với đương kim Á quân Indonesia ngày 26 tháng 5, song với đội hình 100% là các cầu thủ U20, thật khó để đội tuyển xứ vạn đảo có thể tạo nên bất ngờ. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến đó là điều làm nên thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải này là gì? Tại AVC Challenge Cup 2024, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trình làng một loạt gương mặt mới đầy tiềm năng, bao gồm Nguyễn Thị Trà My, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Phạm Thị Hiền. Đây đều là những cái tên quen thuộc ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia, nơi họ đã khẳng định được chuyên môn và tài năng của mình. Việc ra mắt ở một giải đấu quốc tế lớn như AVC Challenge Cup là một thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để những tuyển thủ trẻ chứng minh bản lĩnh và khả năng thi đấu của mình trên đấu trường quốc tế. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng, một thành viên uy tín của ban huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đã phân tích sâu sắc, thi đấu quốc tế luôn là sự khác biệt so với thi đấu trong nước. Các cầu thủ phải có một bản lĩnh và sự bình tĩnh để giải quyết các tình huống hiệu quả nhất. Những lời phân tích này không chỉ là kim chỉ nam cho các tuyển thủ mới mà còn là thử thách lớn để họ thể hiện sự trưởng thành và phát triển vượt bậc. Trong mỗi trận đấu, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Phạm Thị Hiền đã không ngừng nỗ lực, từng bước chứng tỏ rằng họ không chỉ đủ sức thi đấu trong nước mà còn có thể tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Sự góp mặt của các gương mặt mới này đã mang đến luồng gió mới cho đội tuyển, giúp Việt Nam thi đấu với một tinh thần tươi mới và đầy nhiệt huyết. Các trận đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024 chắc chắn sẽ tiếp tục mang đến nhiều kịch tính và bất ngờ khi các cầu thủ trẻ không ngừng nỗ lực khẳng định mình và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Điểm đáng chú ý nhất tại AVC Challenge Cup 2024 lần này chính là tình trạng chấn thương của chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Đang trong giai đoạn hồi phục, Thanh Thúy buộc phải hạn chế ra sân, tạo cơ hội vàng cho các đồng đội, đặc biệt là tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền, thể hiện khả năng của mình. Sau một năm xa cách, giờ đây Bích Tuyền mới trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế bên ngoài Việt Nam. Bích Tuyền không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà. Khả năng chuyên môn của cô đã được khẳng định qua nhiều mùa giải trong nước.
Tuy nhiên, để tỏa sáng trên sân khấu quốc tế, cô cần hơn cả sự tài năng. Theo nhận định của những người làm chuyên môn, Bích Tuyền cần rèn luyện bản lĩnh và tâm lý vững vàng hơn, tránh để bị ảnh hưởng bởi những thông tin và áp lực từ bên ngoài. Khi đạt được sự bình tĩnh và tự tin, Bích Tuyền sẽ phát huy tối đa khả năng đánh bóng vượt trội của mình. Cô hoàn toàn có thể trở thành tay đập xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Màn trình diễn của Bích Tuyền tại AVC Challenge Cup 2024 không chỉ là cơ hội để cô chứng minh bản thân mà còn là niềm hy vọng cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua chinh phục những tầm cao mới trên đấu trường quốc tế. Cả đội tuyển và người hâm mộ đều đặt nhiều kỳ vọng vào sự bứt phá của Bích Tuyền. Mỗi pha bóng, mỗi lần tấn công của cô trên sân không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là sự đại diện cho sức mạnh và tinh thần của cả đội tuyển. AVC Challenge Cup 2024 sẽ là sân khấu để Bích Tuyền tỏa sáng và ghi dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của mình cũng như trong lòng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Với Nguyễn Thị Trà My, AVC Challenge Cup 2024 là cơ hội để cầu thủ người Long An này ghi dấu ấn đậm nét hơn trong làng bóng chuyền. Trong suốt thời gian qua, Trà My đã trưởng thành mạnh mẽ cùng câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, nhưng để trở thành một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn hơn, cô cần thêm những danh hiệu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm ngoái, sau thời gian thi đấu hiệu quả trong màu áo đội tuyển quốc gia, Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh đã thu hút sự chú ý của một số đội bóng tại Thái Lan. Cuối cùng, họ được mời đến Thái Lan thi đấu và giành vị trí hạng 3 chung cuộc với câu lạc bộ Chonburi Etek. Trở về Việt Nam sau giải đấu, hai tay đập đã chia sẻ rất thẳng thắn, được thi đấu ở môi trường bóng chuyền nữ Thái Lan rất hữu ích cho chúng tôi vì được làm quen với cách thức thi đấu mới. Chúng tôi thấy rằng cầu thủ Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh và không thua kém các cầu thủ Thái Lan. Kinh nghiệm thi đấu tại nước ngoài đã giúp Kiều Trinh và Lâm Oanh dạn dày hơn trên sân, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh và chuyên môn. Khi ra sân, họ cho thấy sự tự tin và khả năng ứng phó với các tình huống đa dạng, điều mà họ có được nhờ trải nghiệm quý báu ở Thái Lan. Đối với Trà My, cô cũng kỳ vọng vào một hành trình tương tự. AVC Challenge Cup 2024 không chỉ là cơ hội để cô khẳng định tài năng của mình mà còn là bước đệm để cô có thể tiến xa hơn, mang về những thành công lớn hơn cho sự nghiệp cá nhân và đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Mỗi pha tấn công, mỗi lần chắn bóng của Trà My tại giải đấu lần này không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là đại diện cho khát vọng vươn lên của cả đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn thi đấu những lượt trận quyết định tiếp theo tại AVC Challenge Cup 2024 với lễ bế mạc diễn ra vào ngày 29 tháng 5. Đây là thời điểm quan trọng, nếu thành công, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch mà họ đang nắm giữ. Đỉnh cao này không chỉ mang lại vinh quang cho bóng chuyền nữ Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn hơn khi họ sẽ được quyền tham dự FIVB Challenge Cup 2024 do Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới, FIVB, tổ chức. Chức vô địch AVC Challenge Cup không chỉ là một danh hiệu cao quý mà còn là tấm vé vàng đưa bóng chuyền nữ Việt Nam đến với sân chơi quốc tế lớn hơn. Tham dự FIVB Challenge Cup sẽ giúp đội tuyển có cơ hội cọ sát với những đội bóng hàng đầu thế giới, nâng cao trình độ và kinh nghiệm thi đấu. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và quan tâm từ giới chuyên môn, người hâm mộ bóng chuyền trong nước và quốc tế. Nếu thành công trong hành trình này, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng chuyền quốc tế. Mỗi trận đấu tới đây sẽ là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để các cô gái vàng của chúng ta viết nên những trang sử mới, làm rạng danh nền thể thao nước nhà. Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ hết mình cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những trận đấu quyết định sắp tới, bởi họ đang mang trên vai niềm tin và hy vọng của hàng triệu người hâm mộ.